Si Bít có mấy anh nên im lặng là vàng. Trương Nghệ Hưng nên hát thì hát, bớt giả chân nhận là thành viên EXO. Thái Tử Khôn đã im thì im cho chót, còn Thanh Minh ai cũng có nhu cầu làm CNS sôi máu. Vương Nhất Bác đẹp trai chỉ nên đứng im, sơ hở mở miệng là ăn nói xà lơ, lộ ra IQ số âm. Showbiz Hoa ngữ độ này không thiếu drama, thậm chí có cái tên vốn đã im lặng từ lâu nay lại bất ngờ lên tiếng, khiến cư dân mạng được fan tròn mắt bất ngờ. Vì sao ư? Vì các anh lên tiếng là lại nói xà lơ, lại gọi nhầm tên và có người thì lộ ngay khuyết điểm IQ số âm. Gần nhất có lẽ là hai trường hợp gây tranh cãi lớn trên Weibo, đó là Trương Nghệ Hưng và Thái Tử Khôn. Với chàng idol 25 tuổi thì có vẻ fan đang quá nuông chiều anh chàng rồi. Dù phạm phải lỗi lớn, nhưng fan của Thái Tử Khôn vẫn không ngừng bảo vệ idol, thậm chí là ủng hộ nhiệt tình khi nam ca sĩ tổ chức concert. Mặc dù gần như biến mất khỏi Showbiz, song Thái Tử Khôn vẫn kiếm tiền đều đều từ các concert tổ chức ở nước ngoài. Mới đây, anh có một buổi diễn concert tại Malaysia, thu về lượng khán giả rất lớn. Nếu chỉ biểu diễn thôi thì không nói, đằng này Thái Tử Khôn lại giải bày tâm sự và nói về lùm xùm của bản thân xảy ra từ vài tháng trước. Cụ thể, nam ca sĩ đã nói trong concert của mình rằng đời người chỉ có hơn 30.000 ngày thôi, dù các bạn muốn làm gì, chỉ cần là điều các bạn thích thì tôi đều ủng hộ một cách thầm lặng. Chúng ta nên nỗ lực và cố gắng làm điều chúng ta muốn. Chúng ta đều là con người, tôi cũng là con người, tôi cũng có những mong muốn, nhu cầu và sở thích của riêng mình. Tôi cũng có rất nhiều mặt mà có lẽ các bạn không biết đến hoặc không thể hiểu được, đúng không nào? Đối với fan thì những lời này là tâm sự hết sức bình thường của idol, cũng làm họ vô cùng cảm động, song cư dân mạng xứ Trung thì lại khác, đã có rất nhiều lời chê trách, mỉa mai được để lại sau khi video ghi lại lời tâm sự của Thái Tử Khôn ở concert được chia sẻ. Một số bình luận nói thẳng luôn nhu cầu của Thái Tử Khôn ý chỉ nhu cầu mây mưa, hay đặt camera và trở thành một mama boy. Số khác tức giận, cho rằng vì có những fan không phân biệt được đúng sai nên cha nam như Thái Tử Khôn mới sống tốt như vậy. Bên cạnh ồn ào của Thái Tử Khôn, cư dân mạng quốc tế, đặc biệt là fan của EXO lại được fan sôi máu khi Trương Nghệ Hưng suýt chút tự giới thiệu bản thân là thành viên của EXO. Thực tế, đối với nam ca sĩ sinh năm 1991 thì EXO là điểm tựa, là nơi giúp anh một bước thành sao. Thế nhưng trong những năm này, thái độ lạnh nhạt cùng với việc không hoạt động với EXO đã khiến người hâm mộ ghét bỏ, tự động gạch tên anh khỏi nhóm. Tưởng như Trương Nghệ Hưng đã quên cái tên EXO từ lâu, vậy mà đúng hôm diễn ở concert, nam ca sĩ lại bất chợt nhớ tới nhóm cũ như vậy. Lại còn nói ra miệng rồi xong ngập ngừng thôi. Các fan của EXO sau đó không ngừng chỉ trích Trương Nghệ Hưng, cho rằng nam idol đang giả nai, đang diễn làm fan bên dưới phải nghẹn ngào và kiếm fame từ EXO. Một sao nam khác cũng được CNET đề nghị nên giữ sự im lặng để bảo toàn danh tiếng, đó là Vương Nhất Bác. Anh chàng đẹp trai thật đấy, nhưng cứ hễ mở miệng ra là ăn nói xà lơ, lộ ngay khuyết điểm IQ thấp. Riêng việc tham gia tuyên truyền phim điện ảnh, Vương Nhất Bác đã không ít lần làm cả đoàn phim toát mồ hôi hột. Đạo diễn đứng chung sân khấu với anh cũng phải ra sức chữa cháy. Anh chàng còn thường xuyên đưa câu chuyện vui của các MC show giải trí vào ngõ cụt, như trong một lần khách mời đang tuyên truyền phim, Vương Nhất Bác nói là anh có mua vé đến xem. Nói vậy thôi là được rồi, còn thêm câu giải thích rằng bản thân rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi xem phim, vậy là có tâm giữ chưa? Hoặc trong các buổi tuyên truyền sản phẩm nhãn hàng do mình làm đại diện, Vương Nhất Bác cũng làm bao người phải hú hồn khi thường xuyên đọc sai tên sản phẩm, quảng cáo cho máy tính bảng nội địa nhưng lại fake bản thân rất hay dùng iPad. Nhìn chung, anh nói chuyện hài lắm, xà lơ lắm nhưng may có fan chống lưng giúp bao lần.